khoác gió tại WeChat. Bạn ơi bạn, có phải áo khoác gió khi mặc đi leo núi thì rất nóng và bì đúng không hả bạn? Tin chuẩn chưa? Thế là chưa biết tới áo khoác gió hai lớp Gothia rồi. Lại đây cho mà xem. Áo khoác Gothia có hệ thống khóa kéo thoát khí ở nách, giúp cải thiện sự thoáng khí và hạn chế mùi hôi nách trong các chuyến leo núi dã ngoại. Áo được trang bị với hệ thống 3 túi có khóa kéo từ ngoài vào trong, tiện dụng cho việc mang theo các vật dụng cá nhân. Đây, đây này, đây nữa. Mà thoáng hết như thế thì có chống gió được không? Chống gió à? Được luôn. Áo khoác Gothia có khả năng cản gió hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết. Áo có chất liệu vải cao cấp 2 lớp, với lớp ngoài là 100% nylon dày dặn, bền bỉ và chống xước, không dễ nhăn hay là rách. Bên trong là lớp lót với 50% nylon và 50% polyester, mang lại sự thoải mái cho người mặc. Thế có chống nước đi sao? Đục voi cái hai bà Trưng à? May là có đấy nhá. Áo khoác được ứng dụng công nghệ vải Gore-Tex chống thấm tốt với khả năng kháng nước. Lớp lót được tráng PU, áo khoác sẽ không để cho những giọt nước mưa hay là tuyết rơi thâm nhập sâu vào áo. Áo khoác gió Gothia có màu sắc trẻ trung, năng động, được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, màu sắc đa dạng và bắt mắt, giúp thuận tiện cho việc nhận diện trong các chuyến leo núi hoặc là các chuyến đi dã ngoại ngoài trời. Nghe cũng thuyết phục đấy. Câu hỏi cuối này, giá bao nhiêu? Giá à? Giá chỉ 5x tiểu học thôi. Để ngay người check không lấy hàng đấy.